cả các bạn, mình là Thanh, giáo viên đến từ Tiếng Nhật Online Dũng Mori và chào mừng các bạn đến với chương trình luyện thi các bài đọc hiểu trong chương trình luyện thi Tiếng Nhật EJU trên website dungmori.com. Và kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ là giáo viên đồng hành với các bạn trong xuyên suốt hơn 100 bài giảng về đọc hiểu. Và mình hy vọng rằng thông qua những kiến thức mà mình sẽ truyền đạt cũng như là những kỹ năng và cộng với đó là sự nhiệt huyết chân thành trong mỗi bài giảng thì mình, cô Thanh sẽ giúp cho các bạn xóa đi được nỗi sợ đọc hiểu, một nỗi sợ của rất là nhiều người phải không nào? Và trong bài giảng đầu tiên ngày hôm nay là một bài rất là quan trọng thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 điều. Điều đầu tiên đó là vai trò và cấu trúc của một bài thi đọc hiểu trong cả một kỳ thi EJU. Tiếp theo, phần thứ hai mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những điểm lưu ý trong quá trình chúng ta học cũng như là trong quá trình mà chúng ta đi thi với cái bài thi đọc hiểu. Và cuối cùng sẽ là điểm thứ ba, đó là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình học và cách học với các bài đọc hiểu trên website dungmori.com trong chương trình ôn thi EJU tiếng Nhật. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là về vai trò và cấu trúc của một bài thi đọc hiểu trong tổng một kỳ thi EJU của chúng ta nhé. Chúng ta đều biết là kỳ thi EJU của chúng ta điểm tổng cao nhất của nó là 400 điểm phải không nào? Thế thì riêng một bài đọc hiểu thôi, một kỳ thi đọc hiểu thôi đã chiếm đến một nửa số điểm trên 400 điểm, tức là chiếm 200 điểm rồi, 200 điểm nhá. Đó, và điều đó thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chúng ta có điểm đọc hiểu càng cao thì đồng nghĩa với nó rằng là tổng điểm, cái khả năng mà chúng ta có thể nâng cái điểm tổng lên nó sẽ cao hơn rất là nhiều, bởi vì nguyên một bài đọc hiểu đã chiếm tới một nửa số điểm rồi, đúng không nào? Và tiếp theo là về cấu trúc của một bài thi đọc hiểu, nó sẽ gồm có những phần gì thì các bạn có thể nhìn lên trên bảng cùng với mình nhé. Ở đây mình đã thống kê rồi, đó là một bài đọc hiểu của chúng ta diễn ra trong vòng 40 phút. Về cơ bản thì mình sẽ chia nó thành 3 dạng. Thứ nhất là các bài văn ngắn. Các bài văn ngắn là những cái bài văn mà chúng ta nhìn về bằng trực quan là chúng ta cũng sẽ thấy nó ngắn đi nhá. Và trong với mỗi một bài văn thì nó sẽ có một câu hỏi cho một bài văn thôi, được chưa nào? Và tổng số lượng các bài văn ngắn trong đề thi đọc hiểu của chúng ta là sẽ gồm 10 bài, được chưa nào? Và tương đương với nó sẽ là 10 câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải giải đáp cho các bài văn ngắn này. Tiếp theo, về mặt trực quan tiếp thì trong tiếng Nhật chúng ta sẽ gọi là chiêu bương, nhưng mà sang tiếng Việt thì mình sẽ dịch là bài văn vừa nhé, để phân biệt bài văn ngắn, dài, được chưa nào? Bài văn vừa này thì sẽ bao gồm 6 bài văn và mỗi bài văn sẽ có 2 câu hỏi. Được chưa nào? Chúng ta đọc một bài văn và chúng ta sẽ thấy có 2 câu hỏi cần phải tìm đáp án. Như vậy tổng trong cái phần này sẽ bao gồm 12 câu hỏi. Ok chưa? Và cuối cùng sẽ là bài văn dài. Bài văn dài thì rất là may là chúng ta chỉ có một bài văn dài thôi. Tuy nhiên cái bài văn dài này thì người ta sẽ đưa ra cho chúng ta 3 câu hỏi cơ. Ok chưa nào? Như vậy tổng số các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây, đó là sẽ là có 16 và 1 sẽ là tổng cộng sẽ có 17 bài văn mà chúng ta sẽ cần phải đọc. Và tương đương với nó chúng ta sẽ cần phải giải bao nhiêu câu ấy nhỉ? Các bạn nhìn qua nhé. Chúng ta sẽ phải giải hết là 25 câu hỏi cho 17 bài đọc đấy. Tổng thời gian làm một bài thi đọc hiểu này của chúng ta sẽ bao gồm 40 phút nhá, 40 phút. Và như vậy khi mà các bạn làm một phép tính đơn giản là chúng ta sẽ chia 40 phút cho 25 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một cái con số rất là đơn giản, đó là chúng mình sẽ phải cố gắng làm sao để giải một câu hỏi trong vòng 1 phút 30 giây. Tính ra thì nó sẽ còn thừa khoảng độ 5 phút cho chúng ta tính vào cái thời gian chúng ta tô đáp án vào trong đề nhá. Nhìn có vẻ cũng hơi sợ rồi đúng không? Tuy nhiên các bạn yên tâm là chúng ta sẽ khắc phục được vấn đề về thời gian. Những cái vấn đề liên quan đến tốc độ giải bài giảng này thì cái đó sẽ là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và đi cùng nhau trong suốt chặng đường học đọc hiểu sắp tới nhá. Ok, đó là về cấu trúc của một bài thi đọc hiểu. Chúng ta đã hình dung sơ qua rồi phải không nào? Tiếp theo mình sẽ nói về những điểm lưu ý mà chúng ta sẽ cần phải nhớ trong quá trình luyện đọc hiểu và quá trình đi thi. Hai cái này nó sẽ trộn với nhau nhá. Những cái điểm lưu ý như sau. Thứ nhất, đó là chúng mình sẽ cùng nhau phải luyện triệt để những kỹ năng tìm đáp án cho từng loại câu hỏi. Ok, nghe bây giờ có vẻ là hơi mơ hồ nhưng các bạn hãy tin rằng là trong xuyên suốt chặng đường học đọc hiểu sắp tới với mình thì các bạn sẽ hiểu được rằng là trong 25 câu hỏi trong một đề thi nó ra bao giờ cũng thế, dù nó có ra câu như thế nào, thay đổi ra làm sao thì nó cũng chung quy lại là nằm trong những cái dạng câu hỏi nhất định, được chưa nào? Và nhiệm vụ của chúng ta trong cái quá trình học đọc hiểu, trong cái lộ trình học đọc hiểu này, đó là chúng ta sẽ cùng nhau học thật là triệt để những cái kỹ năng tìm đáp án cho từng cái dạng câu hỏi một. Được chưa nào? Đấy. Rồi, và đó là cái đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện khả năng đọc lướt và tìm từ khóa. Ok chưa? Đó, các bạn nhớ những cái kỹ năng như này nhá. Các bạn nhớ những cái điều này mà chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta ghi chép lại trong quá trình học với mình nhá. Thứ nhất là kỹ năng tìm đáp án, thứ hai là kỹ năng đọc lướt và tìm từ khóa trong cả câu hỏi cũng như trong cả bài văn. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau phải luôn luôn là đo thời gian khi luyện đề. Vì sao chúng mình phải luôn luôn là đo thời gian ngay cả khi cùng nhau ôn, cùng nhau luyện với nhau mà không phải đi thi thử hay không phải thi thật gì cả? Bởi vì sao chúng mình, các bạn phải nhớ này, đi thi đọc hiểu nó là một cái kỳ thi, đọc hiểu EJU nó là một cái kỳ thi mà chúng ta cần gần như là phải đấu tranh, cần phải chạy đua với thời gian. Chính vì vậy mà chúng mình cần phải luyện cái thói quen đó là làm, tìm đáp án trong một thời gian nhất định. Và mình luôn luôn nói với các bạn rằng là gì nhỉ? Chúng ta cần phải, ví dụ phải đo thời gian là làm một câu này trong vòng 1 phút 30 giây. Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là cứ phải tập cái thói quen là mình phải tìm đáp án trong 1 phút 30 giây, không được lâu la 5, 10 phút, 20 phút ngẫm nghĩ một bài nhá. Chúng ta phải luyện cái thói quen đo thời gian ngay từ lúc ôn thi như vậy. Được chưa nào? Đấy. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái câu chuyện, các bước làm như sau. Đó là khi mà các bạn trước khi xem video của mình, các bạn sẽ thường phải làm bài tập trước khi xem video á. Và cái lúc mà chúng ta làm bài tập, các bạn nhớ phải đo thời gian cho mình nhá. Hay. Tiếp theo các bạn sẽ cần phải nhớ cho mình một cái đó là gì nhỉ? Liên tục bổ sung kiến thức về chữ Hán, về từ vựng và về ngữ pháp trong quá trình ôn thi đọc hiểu cùng với mình. Lý do là bởi vì sao thì các bạn cũng hình dung đơn giản cho mình như này. Một bài văn đọc hiểu là một bài văn đúng không? Thì chắc chắn là một câu văn nó sẽ phải được hình thành từ những cái nguyên liệu, những cái chất liệu về mặt ngôn từ và ngữ pháp. Và cụ thể như trong tiếng Nhật của chúng ta thì đó là về ngôn từ sẽ phải là có chữ Hán, sẽ phải có những cái từ vựng chuyên ngành, chuyên môn, vân vân, đúng không nào? Và ngoài ra về ngữ pháp thì không nói làm gì rồi. Thế thì chúng ta phải nhớ rằng là gì nhỉ? Để mà mình có thể hiểu được một câu văn trọn vẹn như vậy thì chúng ta sẽ phải cần trang bị cho mình một cái vốn chữ Hán, một vốn từ vựng, một vốn ngữ pháp nhất định. Và mình luôn luôn mong muốn rằng là các bạn hãy bổ sung lượng từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán ít nhất là lên đến cái mức độ mà nó tương đương với từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp của trình độ N2 trong JLPT. Nói thế cho dễ hiểu nhá. Ok chưa nào? Nhớ nhá, cái này luôn luôn phải bổ sung, luôn luôn phải cập nhật, ghi chép. Thấy có cái gì mới phải ghi chép và không ngừng học, bổ sung thêm cái quỹ từ vựng, quỹ ngữ pháp, quỹ chữ Hán cho mình nhá. Hay. Và cuối cùng trong cái phần clip ngày hôm nay rất là nhanh thôi, mình sẽ giới thiệu chung cho các bạn về cái chương trình học đọc hiểu cùng với mình, cũng như là cái cách mà chúng ta sẽ học theo những cái clip bài giảng, cũng như là theo những cái lộ trình đọc hiểu của mình ra làm sao. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về chương trình học nhá. Trong chương trình học đọc hiểu cùng với mình thì mình sẽ chia ra làm hai phần, các bạn nhìn trên bảng đây. Phần 1 là sẽ là phần luyện kỹ năng cho từng câu hỏi, gần như là cái phần mà chúng ta sẽ học lý thuyết rằng là dạng bài này thì chúng ta sẽ phải có những cái cách làm như thế nào. Được chưa nào? Mỗi một cái dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ không thể làm giống nhau được. Ok chưa? Và nhân đây thì mình cũng thống kê luôn với các bạn đó là những cái dạng câu hỏi mà thường xuất hiện trong một đề thi EJU. Thứ nhất sẽ là dạng câu hỏi tìm đáp án đúng với một nội dung nào đó được đưa ra trong bài đọc. Và các bạn sẽ nhìn luôn cho mình trong cái dạng thứ hai đó là tìm đáp án đúng với nội dung được đưa ra trong bài. Hai cái này đọc lên nghe có vẻ giống nhau và có thể là khi mà chúng mình nói chuyện với nhau như thế này thì chúng ta chưa hình dung ra được, đúng không? Tuy nhiên các bạn yên tâm là ngay sau clip này và clip tiếp theo thì các bạn sẽ hình dung được ngay là hai dạng bài này nó khác nhau như thế nào nhá. Mình chỉ giới thiệu clip ngày hôm nay chỉ mang tính chất giới thiệu như này thôi, còn các bạn cứ yên tâm là đi với mình những clip tiếp theo các bạn sẽ hình dung ra được rõ luôn nó khác nhau cái điểm gì nhá. Tiếp theo đó là tìm đáp án đúng cho phần gạch chân. Thì cái này dễ hiểu rồi đúng không? Tìm đáp án đúng cho điều tác giả muốn nói đến nhất. Tìm đáp án đúng cho phần điền từ. Tức là có một cái khoảng trống mà chúng ta sẽ phải tìm cái đáp án nào mà nó điền vào đấy nghe nó phù hợp với nghĩa trong cả mạch văn. Được chưa nào? Và cuối cùng đó là dạng bài tìm đáp án đúng cho một thông báo. Và nếu mà so với trong một đề thi đọc hiểu JLPT thì chúng ta sẽ tương đương với cái dạng bài là tìm kiếm thông tin mọi người ạ. Và trong cái phần 1 này thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cùng nhau đi với các bạn thông qua 8 clip. Mỗi một clip đó thì sẽ đi vào luyện cái kỹ năng để tìm đáp án đúng cho từng dạng đề 1, cho từng dạng câu hỏi 1. Được chưa nào? Nên là yên tâm, thứ nhất là trong 8 clip này các bạn sẽ hình dung ra được rõ nhất cái cách làm tìm đáp án cho từng dạng câu hỏi một cách nhanh nhất và không cần phải tốn cái công sức để đọc hết cả bài nhá. Và sau khi cùng nhau học được toàn bộ những kỹ năng gọi như là phần lý thuyết á, trong 8 clip đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần 2. Và các bạn có thể thấy phần 2 là một phần mà chúng mình đã đầu tư rất là nhiều công sức để xây dựng lên các bài giảng này. Bởi vì sao? Chúng ta nhìn vào số lượng luôn, đó là tổng số lượng các clip trong phần 2 này sẽ bao gồm 135 clip. Tương đương với nó, cứ một clip chúng ta sẽ cùng nhau chữa một bài văn, bất kể là tham bương, chư bương hay là chô bương. Được chưa nào? Thì đây chính là chương trình học của chúng ta. Được chưa nào? Phần đầu tiên rất là rõ ràng là đi sâu và học lý thuyết và luyện về kỹ năng làm đề. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng nhau luyện triệt để thông qua các đề thi thật luôn nhá. Và tiếp theo là về cách học. Thì trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn về cách học với những bài giảng của mình trên website trong chương trình luyện thi tiếng Nhật EJU này. Thứ nhất đó là các bạn sẽ nhớ cho mình là chúng ta cứ chỉ việc là học tuần tự theo lộ trình các bài mà mình đã đưa ra từ trên xuống dưới thôi nhá. Ok chưa nào? Có thể lúc nào mà chán quá chúng ta đảo ngược nhau đi cũng được. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể bám theo chương trình từ trên xuống dưới. Được chưa nào? Chúng ta không bỏ qua một bài nào cả. Bởi vì sau mỗi một bài sẽ là một lần chúng ta đánh dấu sự trưởng thành, sự thay đổi, sự tiến bộ hơn nhá. Nên là mình rất là muốn các bạn sẽ đi lần lượt từ trên xuống dưới và theo đúng lộ trình mà mình đã đưa ra. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập theo những cái bước như sau. Trước tiên khi mà mở mỗi một clip đọc hiểu lên thì các bạn sẽ nhìn cho mình xem là cái bài hôm đó là bài gì và chúng ta nhìn trong tài liệu. Các bạn sẽ đọc và làm trước cho mình. Và cái quá trình mà đọc và làm trước này thì các bạn nhớ cho mình đó là chúng ta sẽ phải đo thời gian. Tự làm trước nhé, phải đo thời gian. Theo đúng cái thời gian mình vừa nãy nói đó là gì nhỉ? Với mỗi một câu hỏi chúng ta chỉ được làm trong 1 phút 30 giây. Ok chưa? Rồi thế còn với những cái bài mà chiêu bưng á, thì chúng ta sẽ làm trong nhân 2 lên là 3 phút nhá. Bởi vì có 2 câu hỏi, còn bài chô bưng chúng ta sẽ làm trong 4 phút rưỡi. Được chưa nào? Còn làm thế nào để có thể làm được trong thời gian ngắn như thế thì các bạn sau này các bạn sẽ làm theo những cái cách mà mình hướng dẫn, đó là chúng ta tìm đáp án chứ không phải là đọc cả nguyên bài nhá. Sau đó khi mà đã có được đáp án cho riêng mình rồi thì các bạn hãy mở clip chữa đề của bài đó lên. Được chưa nào? Và cùng lắng nghe mình chữa bài đó ra làm sao, dịch bài đó như thế nào. Và sau khi mà đã xem xong clip chữa đề rồi, có chỗ nào không hiểu chúng ta có thể dừng lại và nghe đi nghe lại một vài lần nếu như chưa hiểu. Và sau khi đã xem xong, hoàn thiện xong, đã hiểu xong hết rồi, chúng ta đóng clip lại và xem lại cái bài của mình một lần nữa để xem là chúng ta đã được hiểu hết cái nội dung của bài ngày hôm nay chưa, cũng như là ghi chép lại xem là vì sao hôm nay mình chọn đúng và vì sao mình chọn sai. Cái bước này bước rất là quan trọng, các bạn phải ghi chép ngay dưới bài để cho mình là vì sao bài này đúng, vì sao bài này sai. Nếu như đó là một bài sai thì chúng ta phải làm rõ được xem là vì sao mình đã sai và rồi rút ra những cái kinh nghiệm để lần sau chúng ta làm bài tiếp theo không bị mắc lỗi lại như vậy nữa nhá. Hay và cuối cùng có một bước rất là quan trọng, đó là sau đó 1-2 tuần thì các bạn bắt buộc phải mở lại và làm lại cái bài đó cho mình một lần nữa. Được chưa nào? Làm lại. Đây là yêu cầu tối thiểu là phải làm lại một lần. Còn sau này chúng ta có thời gian chúng ta có thể mở đi mở lại, làm đi làm lại thật là nhiều lần, để đến mức mà ok, nhìn vào bài đọc đấy là biết ngay đáp án là gì và hiểu ngay được nội dung nó là gì. Nhưng mà yêu cầu tối thiểu của mình đó là sau đó 1-2 tuần các bạn phải lật lại và làm lại bài đó cho mình một lần để xem mình đã làm đúng lại được chưa nhá. Ok chưa nào? Hay, như vậy là đến đây thì mình cũng đã giới thiệu xong cho các bạn những điểm mà chúng ta cần lưu ý trước khi bắt đầu hành trình đọc hiểu cùng với mình. Mình biết rằng là với nhiều bạn khi mà cầm một tờ đọc hiểu, đề thi đọc hiểu trên tay thì chắc hẳn là trong đầu các bạn sẽ nghĩ là ôi giời ơi, sao mà nhiều câu hỏi như thế này, làm sao có thể làm trong được hết 40 phút bây giờ. Hay là nhìn soi kỹ thêm một chút thì sẽ thấy là chi chít toàn là chữ Hán, từ vựng rồi ngữ pháp. Đúng không nào? Tuy nhiên nếu như mà chúng mình cứ mãi đứng lại với cái nỗi sợ như thế thì đồng nghĩa với đó là cái cánh cửa để chúng ta bước vào trường đại học của Nhật Bản nó sẽ rất là hẹp. Nó sẽ mãi chỉ là một khe cửa hẹp đối với chúng ta thôi. Còn nếu như ngay từ hôm nay, ngay từ lúc này chúng mình quyết tâm là sẽ phải vượt qua nỗi sợ đó thì mình tin chắc chắn rằng một ngày nào đó quả ngọt sẽ đến với chúng ta. Mặc dù mình biết là để có thể đến được ngày đó thì chắc chắn là trong quá trình mà chúng ta cùng nhau chinh phục cái nỗi sợ, cái khó khăn này thì sẽ có rất là nhiều những cái điều sẽ cản đường cũng như là làm cho chúng ta nhụt chí. Nhưng mà mình tin chắc rằng nếu như bạn, trước tiên là trong cái lộ trình học đọc hiểu này, nếu như mà chúng ta có thể kiên trì, bền bỉ đi theo mình đến cùng thì mình tin chắc rằng trong cuối hành trình này các bạn sẽ thu về được cho mình rất là nhiều những thứ cần thiết. Thứ nhất đó là Đó là gì nhỉ? Đó là kỹ năng làm bài đọc hiểu EJU, những cái rất là cần thiết, những cái rất là hữu dụng, đúng không? Tiếp theo đó là chúng ta sẽ xóa đi được nỗi sợ đọc hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này chúng ta đã nắm được rất là nhiều kỹ năng làm bài đọc hiểu rồi, thế nên là đứng trước một bài đọc hiểu, khi mà nó đã trở thành thói quen rồi, các bạn sẽ không còn sợ nữa đâu. Và cuối cùng cũng là điều mà mình mong mỏi nhất với các bạn sau quá trình học đọc hiểu cùng với mình, cùng với cô Thanh, đó chính là tình yêu không chỉ với môn đọc hiểu này mà còn là tình yêu đối với tiếng Nhật nói chung nữa. Vì sao? Đây lại là điều mà mình mong mỏi nhất, vì về những cái kỹ năng hay về những cái kiến thức thì nó cũng chỉ là những cái mang tính chất là lý trí về đầu óc, đúng không? Còn tình yêu là một cái liên quan đến cảm xúc, và mình luôn tin rằng tình yêu là một trong những thứ nó đi vào cảm xúc và có thể giúp chúng ta vượt qua được, gắng gượng lên được trong mọi khó khăn trên cái chặng đường này nhá. Và cuối cùng thì mình xin phép được khép clip giới thiệu về chương trình đọc hiểu trên website dungmori.com ở đây. Và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không mở ngay clip tiếp theo để chúng mình cùng nhau bắt đầu ngay chặng đường học tiếng Nhật cùng với cô Thanh nhờ. Hay, và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip tiếp theo nhé. Minasang, tsukai sama desu. Bye bye.